hai người nhiều. Những cánh tay không ngại ngùng
rồi đặt câu hỏi nè đó. Cộng tác viên ơi, cho mình xin một cái micro ơi, cộng tác viên. Cho tôi cái này micro cho nó biết luôn này, bị bực ở nè. Chính là Kasule Miku ở trong trò xếp thi ba, và nhân vật mà đa thích nhất đó chính là Lai trong Lightning trong Final Fantasy 13. Đó là nhân vật rất là xinh nè. Thì mình có câu hỏi chung cho tất cả mọi người luôn. Thì không biết ở đây mình cũng là bắt từ lúc còn ở nhỏ thì không biết là mọi người có được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè hay không, và bằng cách nào để mình thêm vượt qua điều đó ạ? Tôi nói là tôi đi có từ lúc mà mình bước vào đại học như các bạn ở đây, thì lúc đó hoàn toàn gia đình ba mẹ không ủng hộ vì nghĩ đó là việc rất là vô bổ. Thì nhưng mà
cô rất là kiên quyết với niềm đam mê của mình, mà cũng may mắn là cô có rất nhiều người bạn, thì bạn cũng là cũng đi có luôn, cũng là có sơ và ủng hộ, cũng giúp đỡ rất nhiều. Nên và sắp một đoạn thời gian thì khi mà cô cư định hình được bản thân mình và có thể kiếm được tiền từ việc đi có và làm cái công việc từ việc đi có, thì lúc đó ba mẹ đã ủng hộ. Và hiện tại thì bạn bè cô cư cũng đã vào Việt Nam rất nhiều, như là Kai Ghe, như là Liêu Hana. Thì các bạn ấy cũng nói là Việt Nam các bạn rất là dễ thương. Các bạn có dễ thương không? Thế không? Nhớ đồng đó nè. Give me some technique, but they didn't support my money. I had to fight myself.
xem. Đẹp trai quá à. Còn chị Google thì giống là kia. Thêm thì được may mắn hơn ba bạn ở đây. Vì thêm được sinh ra cho một gia đình nghệ thuật, có truyền thống nghệ thuật. Ba mẹ, gia đình của Thêm đều là nghệ sĩ cả. Thường thì ngoài cuộc đời Thêm cũng là nghệ sĩ, Thêm cũng là cho ban nhạc, ca sĩ dùng ban nhạc. Nên hoàn toàn ngay khi mà Thêm đi có thì gia đình rất ủng hộ. Gia đình nghĩ rằng cuộc đời cũng là một nghệ thuật. Thật sự cuộc đời cũng là nghệ thuật, đúng không? Đúng. Thường để cuộc đời chẳng phải dễ dàng. Thì nên Thêm được ủng hộ rất ok, nhưng mà ủng hộ thì ủng hộ, cho lời khuyên rất nhiều, cho gọi là chỗ nào chưa đẹp, chỗ nào đẹp mà mình làm những gì, nhưng chẳng bao giờ cho tiền cả. Nên giống như là thủ danh vô thực vậy đó, có tiếng mà có miếng nên phải tự cài tự làm để kiếm tiền thì có. Nó rất là đáng là sau này khi mà đi đó thì mình lại được phát triển mà có thể kiếm được tiền từ người có, nên bây giờ mình khá ổn mà. Thời gian của mình sắp hết rồi, nên mình sẽ xin một câu hỏi từ các bạn, một câu hỏi dành mà có thể dành cho tất cả các bốn khách mời chúng ta. Mình xin một câu hỏi ạ. This of course you can add my ID. Yes, my ID. My name is Terence. ID is totally Terence. You can find it first. Okay? Add me. I can call support and jungle. Yeah. Bạn ấy hỏi là bạn có thể chơi game cùng với Thêm đúng không ạ? Có thể game mobile chung không ạ? Thì Thêm nói là thì cứ anh ID đi. Và mình chơi chung nhưng mà Thêm chơi dở lắm. Hai thủy đồ làm gì? Lố răng dễ sợ hả? Nghe ta chơi dở đồng hai trò hí hửng dễ sợ. Ở đây có ai chơi game Nintendo Mobile? Nào? Nhóc hết chưa? Ôi. Nào có ai chơi không? Ai chơi không? Này ơi tiền. Ít nói nè, các bạn về chơi đi, nói chung là game online khá là đẹp, rất là xinh à. Khó chơi lắm. Thì đó là câu hỏi dành cho Thêm, thì mình có thể đặt một câu hỏi nữa. Thì không biết là đó giờ trong quá trình có của mình thì cả bốn người chúng ta có trải qua một cái gì mà mình cảm thấy rất khó khăn mà mình đã rất khó để vượt qua mà trong quá trình khó thật. Chưa hành nghề mà rộng rãi bây giờ là hành nghề
chậm rãi rồi, còn hồi trước là mới chập chững vô chưa cái gì hết, mà thấy người ta có thích quá, thấy một quát đẹp quá, tập sẽ tập đọc các bạn tóc vàng đủ màu đủ kiểu, màu sắc bự quá trời, quần áo quá trời đẹp quá. Nhưng mà thời kỳ đó gọi là thêm người tập về Nguyễn Thị Tao Bao. Nguyễn Thị Tao Bao đó, nói chung là cái tên mà con mẹ Trần Thị Tao Bao mà còn không có nằm trong đầu nên mà không hề biết tìm quýt ở đâu, không hề biết tìm có tên ở đâu. Tự mai thì càng không biết, tại đồ mà trên hình vẽ nó kỳ nhỉ lắm, nó đưa ra ngoài là cả vấn đề. Và quan trọng nhất là không biết cách thức như thế nào, cảm thấy nó rất khó khăn, thật là khó. Có một thời kỳ cực kỳ khó khăn để trải qua, để tới bây giờ là một thêm bây giờ là một cái điều, tức là một cái vượt trước ngại vật rất lớn. Là ở đây ai đã từng trải qua thời kỳ đó là thời kỳ không biết tiền bước, không biết cách thức, không biết là tiền quần áo ở đâu. Phương hướng là ok, em mặc mộc tự nhiên, em đi tung tăng tung tăng đó thì đi chung với Lai được nữa. Mà lúc đó Lai nói chết rồi, sao giờ thôi, nó tính mình làm sao giờ. Thế là bây giờ có tự làm thôi. Thế là Lai lên YouTube, Lai lên coi rồi bằng máy tức, tự mình học, tự mình bài mò. Còn có những gì không hiểu thì mình hỏi thêm. Nói dần dần thì Lai đã nói chắc được. Thì nói chung là ý của Lai là nếu các bạn có gì chưa biết thì mình phải tìm hiểu, học hỏi. Chứ không có gì là không thể cả. Tôi
Bốn khách mời, bốn khách mời tôi đã đến phía dưới một tí không ạ? Để các bạn hai chụp một tấm hình.